Nam Tép âm thanh xin kính chào tất cả các bác nhé. Để trở lại với lại cặp loa có tên là TNZ-SA này thì Nam Tép xin mời các bác chúng ta nghe cái chất âm của loa này. Thì cái dòng loa này thì Nam Tép cũng đã có phần giới thiệu về cái phần loa này, về phần nội thất, ngoại thất và tất cả mọi thứ liên quan loa này trong phần 1 của video có ngay trên tường của Nam Tép Audio. Thì như phần trước Nam Tép cũng đã giới thiệu thì đây là một trong những cái dòng loa tép neo khá là khủng mà tính cực kỳ hay luôn, hiện nay đang có mặt tại nhà Nam Tép. Thì cái loa có cái tên nói chung là rất chi là khó đọc, tên ZSA. Thì như bác biết cái loa này đó là cái phiên bản nội địa dành cho cái thị trường Trung Quốc của cái hãng Theta. Thì đây là một cái hãng mà các bác đã quá quen thuộc với, những bác nào đã biết về cái hãng Theta này, với cái dòng vang số Theta. Thì cái tên ZSA này thì nó ngoài có loa ra thì nó sẽ có đẩy và nó cũng sẽ có cả vang nữa. Thì cái dòng vang của cái tên TNZSA này của thị trường Trung Quốc thì nó sẽ là tiếng Trung, đa số nó là tiếng Trung, không có phần tiếng Anh, cho nên các bác mua cái vang mà có cái tên TNZSA này thì đa số là tiếng Trung và có cả đẩy. Thì đây là một cái thương hiệu để dành riêng cho thị trường của hãng Theta. Thì loa này hôm nay thì cực kỳ là Nam Tép nghe thử rồi, cũng xong rồi mới làm cái video này, thì khá là ấn tượng với cái chất âm của cái loa này. Thì thứ nhất là cái tép của nó gọi là tép neo, Nam Tép hay là chúng ta cứ gọi là siêu tép. Thì đây là một cái những dòng cái lồng tép và nam chân rất hiếm mà là hiện nay là khá là mới trên thị trường. Có lẽ là cũng trong từ giữa năm ngoái đến nay thì chúng ta bắt đầu với thị trường, chúng ta biết được cái dòng tép neo này, cũng nhiều bác cũng bắt đầu trải nghiệm cái dòng tép này, thấy cái hiệu quả nó mang lại nó quá tốt, cho nên mà nhiều bác đã đi tìm mua những cái dòng loa mà có tép neo. Thì chính vì cái tiếng hay của nó và cái độ chế tạo nó cũng là rất là khó khăn, cho nên mà cái loa mà tép neo thì cái giá thành nó cũng đang còn rất cao, hiện nay cũng chưa có rẻ. Thì hôm nay Nam Tép cái dòng sản phẩm này, thực sự đây là những cái dòng sản phẩm mà hàng thương hiệu tiếng cực kỳ hay, dùng tép neo nhưng mà lại giá rất hợp lý, chỉ bằng với loa tép thường. Giá tại thời điểm này, tức là tại thời điểm hôm nay là ngày 9 tháng 6, thì giá của cái này Nam Tép đang bán lẻ cho các bác là 8.500.000, chưa bao gồm phí ship. Đây là một trong những cái dòng loa gọi là rất hay, mà loa tép neo mà giá như thế là gọi là loa quá đẹp, thực sự là rất hợp lý. Loa thì được làm toàn bộ bằng thùng gỗ e căng đẹp, bát loa từ 19 xương đúc từ 19 năm. Thực sự là cái bát loa mà những cái loa mà những cái từ 19 năm là cái tiếng bát rất chỉ là sâu mềm quá, khẳng định là tiếng cực kỳ hay. Thì cũng không mất thời gian nhiều các bác, thì chúng ta nghe qua cái phần thứ nhất là phần nhạc sàn nhé. Nam Tép sẽ sống hạ tay ấy, sẽ chạy mà kính mời tất cả các bác chúng ta nghe nhé. Vẫn chưa về lối cũ,
Thank you.
Còn đây tiếp theo là mời các bác nghe phần cuối nhá, phần nhạc bolero. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại nhé, trên ngay trên màn hình. Bác nào muốn được cập nhật những sản phẩm mới nhất hoặc là xin mời tất cả các bác chúng ta click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh Nam Tiếp Audio, nút màu đỏ ngay phía dưới màn hình nhé. Vâng, xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Xa cách rồi con.